Một hiện tượng chung được ghi nhận ở nhiều trường đại học là điểm chuẩn nhiều ngành ở các phương thức xét tuyển sớm giảm so với năm 2022. Ví dụ, trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh năm nay lấy điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét học bạ năm học kỳ trung học phổ thông trong khoảng 20 đến 24 điểm, giảm so với năm trước từ 20 đến 27 điểm. Ngành Công nghệ thực phẩm cũng giảm 3 điểm, từ 27 xuống còn 24 điểm. Trong phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các ngành bằng với sàn nhận hồ sơ là 600 đến 700 điểm, thấp hơn mức điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 750 điểm. Trường Đại học Tài chính Marketing cũng công bố 3 phương thức xét tuyển sớm, trong đó điểm chuẩn nhiều ngành thấp hơn so với năm trước. Các phương thức xét tuyển học sinh có kết quả học tập trung học phổ thông tốt giảm từ 0,5 đến 1 điểm, trong khi phương thức xét dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực có ngành giảm từ 10 đến 40 điểm. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất ở mức 29 điểm xét học bạ và 900 điểm xét điểm kỳ thi năng lực. So với năm 2022, điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảm ở một số ngành. Năm 2022, điểm chuẩn của nhiều ngành như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức 800, nhưng năm nay chỉ từ trên 700. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ tiêu còn lại để xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông khoảng 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Mức này không có sự điều chỉnh so với công bố ban đầu. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết điểm chuẩn của các ngành cao nhất của trường giảm do số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm năm nay chỉ bằng 1/3 so với năm trước. Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo, cho biết trường vẫn còn khoảng 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm sàn dự kiến của các ngành trong khoảng 18 đến 19. Điểm chuẩn của các ngành theo phương thức này cũng có thể giảm, đặc biệt đối với các ngành có điểm trúng tuyển trên mức 25 của năm trước.